Cải Ngọc. Tình của con là con cua chồng con. À. Với chồng con có cua con. À. Vậy đó. Tại lúc đó thì con mới ly hôn. Cái lần đầu tiên con gặp nàng đó con thấy nó đẹp trai không? Bóng. Bối rồi ôi. Tại sao làm đứng hình ta? Chắc chưa ghệ đúng không? À. Chồng con mới nói là chưa. Có ghệ đâu, có ghệ, em không có ghệ. Không có ghệ quan chị đi. Giờ không có ghệ quan chị đi. Nhất thẳng thẳng nha. Nhưng mà chồng con cứ cười hoài, ép hẹn cười hoài thôi mình tiến tới luôn, mình chọc hoài luôn. Con chọc từ ngày này, chọc qua ngày nọ, chọc cả tháng trời á. Mà chồng con vẫn kiên quyết mà không. Vậy hả? Thôi mời hai vợ chồng đẹp đôi giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Lê Hồng Ngọc, năm nay con 29 tuổi, con Cần Thơ. Con bán quần áo online. Trời ơi, nhìn mà tưởng đâu bán đá hộp xoàn không à. Không biết. Biết hả? Vậy chắc năm tới quá. Nhưng mà Cần Thơ mà ở đâu nè? Dạ con ở Ninh Kiều. Ninh Kiều luôn? Dạ đúng rồi. Rồi mời con. Dạ con là Trần Trọng Mạnh. Năm nay con 30, hiện tại con đang kinh doanh online nước hoa, buôn bán sỉ lẻ nước hoa. Thôi giờ kể cho chú với cô dân nghe coi cái chuyện tình của hai đứa nảy nở sao nè. Đó, lần đầu tiên gặp nhau có kết liền không nè, có bị sấm chớp mưa giông không nè? Mà Ngọc, cái chuyện Ngọc. Tình của con là con cua chồng con. À. Chứ chồng con có cua con. À. Vậy đó. Tại lúc đó thì con mới ly hôn. Con lấn cấn thì con mới ly hôn, mà trước đó là con đã biết anh Mạnh rồi. Là kiểu như lúc đó anh Mạnh kêu con bằng chị. Con nhỏ tuổi hơn nhưng mà con đi chung với bạn anh thì con lúc nào cũng muốn là con là người chị hết, tại con có gia đình rồi. Ủa nhưng mà thật ra là con nhỏ hơn Mạnh tuổi hơn rồi. Thì bữa đó thì quen biết nhau, sau đó con ly hôn thì con mới đăng lên con tìm nhà, thì anh cho thuê nhà thì con mới nhắn tin là ok em cho chị thuê nhà thì dắt chị ở bển coi nhà đi. Nhưng mà lúc đó dắt con qua thì có nhà có nuôi con chó, nhà không có sợ sử dụng, chỉ dành cho con chó thôi. Nhà thúi quá, nhà thúi quá. Con đi không dám nói, đi về nhắn tin là con chó thúi quá không có nhà đâu. Thì ông nội này mới nhắn tin cho con là để em sử dụng, em làm cho nó hết thúi. Để chị mướn. Lý do gì sao mà cái động lực nào, có thể là con bị kẹt tiền hay là do con bé này nó xinh quá cho nên con phải cố tình, con phải giải phóng cái mùi hôi thúi đó để mà được con bé này nó mướn nhà? Dạ không, con đính chính là gì nè, là có nghĩa là con cũng làm từ lâm nghề hết, có nghĩa là cũng coi có ai mà thuê nhà cái con kiếm kèo, cái con giới thiệu ăn qua hồng. Cái lần đầu tiên con gặp này nè, con thấy nó đẹp trai không? Bóng. Bối rồi ôi. Tại sao làm mình đứng hình ta? Ủa lý do? Tại vì con có cái thằng bạn thân. Nó nói ông nội này mặc đồ beo, da beo vậy kia nọ, bóng bẩy quá. Chắc bóng. Nên là mày mới mướn nhà Mạnh thì bây giờ mày cáp kèo tao cho tao đi. Mày dẫn tao đi nhậu với nó. Hỏi thảo chi vậy? Tao cua tí làm gì? Thì bạn con mới kêu con rủ anh Mạnh ra đi nhậu. Thì con mới rủ ra. Xong rồi thằng kia nó mới kiểu như nó sờ quần. Ai về ông này là con trai. Thì con cảm thấy dễ thương quá, con ngồi chọc con mới hỏi trời dễ thương quá sao cười hoài vậy trời. Chắc chưa ghệ đúng không? Chồng con mới nói là chưa, có ghệ đâu, không có ghệ, em không có ghệ. Không có ghệ quan chị đi. Thì được. Không có ghệ quan chị đi. Thì được. Nhất thẳng thẳng con nha. Thẳng thẳng. Nhưng mà chồng con cứ cười hoài, ép hẹn cười hoài thôi mình tiến tới luôn, mình chọc hoài luôn. Con chọc từ ngày này, chọc qua ngày nọ, chọc cả tháng trời á. Mà chồng con vẫn kiên quyết mà không. Vậy hả? Không. Sao vậy Mạnh? Con đi hỏi nó, hỏi Mạnh liền chứ. Sao vậy con? Mạnh, sao con yếu quá vậy? Con á là con thấy chị dễ thương, vui vẻ. Thì con muốn là chơi chung thôi, chứ không muốn là quen rồi mất công rồi chia tay cái không chơi nữa. Mà đâu có ngờ, vợ con nó nhây lắm, nó đeo. Nó cua không được, nó cố gắng nó chinh phục cho bằng được. Cách nào nó chinh phục con, bằng cách nào nó bằng mọi cách. Ví dụ con, ví dụ một cách mà con ấn tượng nhất coi. Cái giả bộ giỡn nghe, giỡn rồi chụp tay con, nắm tay con rồi ha, có quay phim này nữa, quay phim này đó. Con cũng chơi mới lớn cũng ngại, cũng mắc cỡ. Ngại thôi đúng không? Chứ con có bị giống như điện giật mà xoắn đồ này kia nọ lúc mà con chưa chưa. Nó chưa bình thường. Nhưng mà con vẫn là kiên quyết không được. Chơi chung thôi, chơi chung mới lâu dài được. Rồi chừng nào mới xuyên xắn? Lúc đó là con cua hoài, con làm đủ thứ trên đời hết trơn mà con thích chọc. Con chừng nào mà ta cua con không chịu nha. Thích con cua người ta thôi. Thì con mới nhắn tin là Mạnh, chị nói thiệt, chị thích em, bây giờ em quen chị đi, chị cũng dễ thương lắm. Nhưng mà chồng có nhắn tin lại là không, bây giờ là không, không có quen được, chị và em quen nhau thì mai mốt đi chơi chung không có được. Cái con mới nói vậy thôi không sao đâu, chị cũng cãi từ từ. Cái lúc đó là chồng con đang đi công tác ở Đà Lạt, thì sáng là chồng con nhắn tin vậy, nhưng mà tối đó thì ngay ngày Halloween luôn, thì con mới rủ chồng con đi nhảy đầm bạn bè thôi. Ở Đà Lạt. Dạ, chồng con về Cần Thơ. Trong buổi tối đó là con giải quyết xong xuôi, em đềm là quen chị luôn rồi đó. Là đi nhảy đầm xong rồi con cả bộ con uống rượu uống bia cho nó say xỉn đâu đó. Xong cái về nhà chồng chọc, lúc đó là có hai đứa thôi, bạn bè con chưa về. Thì chồng con mới dắt con lên phòng giùm, thì con mới kêu em mở cái cọng dây kéo sau lưng cho chị đi. Chứ chị sao chị hết cỡ được, chị mặc đồ thay đồ tôi cũng đâu có được. Thì chồng con mới kéo, chồng con mới đi ra ngoài, thì con mới đi đứng trong tay con thay đồ, thì thay đồ xong rồi con nằm trên giường,
cái con thấy chồng con leo lên trên cái giường ngủ chung luôn. Tại vì hồi xưa là tụi con ngủ chung, tụi con bạn bè nhưng mà vẫn ngủ chung được, nó không, nó minh bạch lắm, có vấn đề gì. Thì con mới ngồi trên kế lỗ tai chồng con khe thé thở. Thì chồng con lụm lướng. Con thở thé ở lỗ tai chồng con. Dạ con thở khe thé, thé thé rồi đó, thở khe thé rồi đó. Như vậy là nếu như mà nó không thở thằng này sẽ không có đụng. Bây giờ nó đúng mèn chú mới hỏi con nè. Dạ. Tại sao tới lúc nó thở the thé thì con mới lụm nó. Thì ngủ thì nằm kế bên bắt đầu nó thở sao đâu. Quay tự nhiên cái đang nằm cái quay qua thở lỗ tai con. Nó thở sao đâu. Thở. Thế 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 thế. Rồi sao mà nó thở mấy phút thì con mới lụm. Đâu? Đâu có được mấy phút. Mấy chục giây à. Còn miếu mà không xin sáng. Miếu mà đúng rồi, sốt sáng rồi. Trời lúc đó là con cố tình con thở đúng không Ngọc? Thở thế thế nhẹ à. Thở mạnh nó kỳ giọng con ơi, hơi khàn. Thở mạnh nó giọng đi luôn hay sao? Thở nhẹ nhẹ à. Rồi nhưng mà là cái cô bé này cái lúc đó là cái tính tình của cổ như thế nào? Có đúng gu như cái người bạn gái mà con mong muốn không? Hả Mạnh? Có dịu dàng, có thùy mị, có thục nữ không? Cái gu trong đầu con là dịu dàng, thục nữ, nhẹ nhàng, không được nói chuyện, nói leo, không được ăn cơm hết. Giờ con có hết. Giờ con có hết. Có hết những cái gì mà con không thích đúng không? Bởi cái gì con không thích là có hết. Bởi vậy hả? Em thấy không, ông bà mình không bao giờ sai á. Ghét của nào trời trao của mình đó. Không sai luôn, con khó tính lắm. Nhưng khó mà... tính đó hả? Dạ đúng, phải chọn rất khó tính, cực kỳ khó tính. Trong những cái clip vợ chồng con quay bây giờ hiện tại là chồng con thay đổi tính nết rồi, với lại chồng con dễ thương rồi. Trước đó chồng con lúc đầu thì dễ thương, sau đó chồng con khâm bách là chồng con leo lên đầu con, chồng con chửi con, chồng con hung dữ với con, chồng con cọc cằn gia trưởng. Dạ bản chất con la làng, bản chất con hung dữ, đủ yếu tố của một đứa con gái mà không ai cua luôn. Dạ ngoại trừ bề mặt con cũng được. Chứ không ai cua con đâu. Bé nó rất là thẳng thắn. Dạ đúng rồi. Dạ. Con nó set up trong đầu con là vợ con phải hiền, không được nói leo. Mà vợ con chỉ cần nói chuyện nặng con thôi, nói chuyện hơi lớn tiếng cái đầu con là con không chịu rồi. Rồi lúc đó con mới suy nghĩ, con tính thôi chắc chia tay. Mà nó ok không? Đâu chịu. Lên nhây lắm. Bắt đầu mới đeo con hoài. Rồi nó thay đổi như sao? Rồi cái lúc đó là con mới quyết định là cái thời điểm lúc mà ở chung á, là từ lúc mà mới quen cho tới là quen luôn, là ở chung luôn. Rồi xong rồi con mới quyết định là con chia tay, thì con mới đi về quê. Thì con cuối tuần cái con lên thăm vợ con ngày. Ủa ông giận ông về quê mà sao ông lên thăm? Đòi, đó đòi, phải lên thăm mới được, con phải giãn từ từ, con tính giãn từ từ. Rồi xong lúc đó cái cuối tuần lên thăm cái được 2-3 tuần vậy đó, cái con làm biến con không thăm nữa. Bắt đầu cái chạy về dưới, chạy dưới quê con luôn, kiếm con luôn. Kiếm cớ kiếm con luôn, bắt đầu xuống dưới khóc năn nỉ. Con khóc quá trời khóc, về cái không mấy chăm sự mấy ông anh con. Con nói trời trời sao mỗi lần xa nội Mạnh là khó chịu, cồn cào, nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi lắm. Cái mấy ông anh con là tím, mấy ông tím ở trong chơi với con, chơi với bóng không à, con chơi với con gái. Tính tình con chơi ngán được. Thì con mới quay qua nói trời sao vậy vậy. Cái ông anh con mới nói vậy nè, chết bà rồi. Vì chơi bùa mày rồi. Tụi mày chơi bùa chứ đâu hết trơn á. Không có ai mà đi, không có ai mà xa rồi chút xíu mà bị gì chứ. Em nói không biết luôn á, không biết sao nữa. Cái ông anh con hai đứa, tại vì hai ông anh con mới chở con đi qua Vĩnh Long gỡ bùa. Thì đang trong thời gian đi qua nhà bà thầy chở gỡ bùa, thì bà thầy không có nhà. Thì chồng con mới điện lên, anh lên tới rồi. Anh lên tới rồi, nói trời chắc có bùa đó má ơi, đi về má ơi, chồng lên tới rồi má. Mà bây giờ không đi về là chồng chia tay. Con mới đi về. Thì trong cái ngày đó không biết chồng con ngoại tình. Là đêm đó mà, lúc đó là mới yêu nhau thôi chứ chưa có chồng vợ. Phụ nữ có dám bắt tới sao, uống sáo cô kỳ lắm. Thì con mới nhìn, mà con không dám làm gì hết trơn á. Thì con đợi chồng đi toilet, con vô đây con mở khóa điện thoại. Thì chồng con không bao giờ bấm vô spam nha cô. Ta bấm vô lưu trữ á, nhắn tin gọi là lưu trữ. Mà trong đó một đống con. Thì con lọt ra 1-2-3 con. Có một con nó con nhớ là nhắn tin, anh nhìn em anh đứng hình mất 1-2 giây luôn á. Mà con đâu đứng hình đâu, mà em đứng hình nhỏ nó không điên liền. Trời con khó chịu cô ơi, con khó chịu. Con khóc quá chị khóc, nhưng mà chồng con chia tay vậy thôi chia tay. Được thôi chia tay. Bây giờ cảm thấy không tốt mà chia tay chứ làm gì. Chia tay con cô, trong khi đó sai một chia tay con. Ông khóc quá trời mà rốt cuộc người xin lỗi lại là con. Con không sao rồi, chồng con được, con vẫn níu kéo lại. Nhưng mà chồng... khai thiệt đi, dính bùa hay dính bầu? Nó mới chưa dính bầu. Vậy tại sao con lại quay về vợ con vậy? Lý do cái lý do mà con quay về vợ con thì vợ con chỉ có ngoài cái hơi hổn thôi. Nhưng mà vợ con rất thương con. Con chọn cái là người yêu con. Chứ con không có chọn là con yêu người. Cho nên là con thấy vợ con nó cứ lúc nào cũng thương con, chịu đựng. Cho nên là con mới quyết định là con trở lại với vợ con luôn. Chồng con nó có nhiều tật xấu không? Chồng con hả?
Tật xấu hả? Đó, chồng con là không bao giờ lãng mạn. Đó là chồng cái đó là một cái nè. Hơi khó tính, hơi gia trưởng. Khó tính gia trưởng là sao? Khúc nào là giỡn là giỡn, khúc nào nghiêm túc là nghiêm túc, tức là Thí dụ. Mình ở trước mặt người lớn là mình không thể nào giỡn mất dạy. Ở nhà hai vợ chồng vẫn được, nhưng mà đi ra đường có bạn bè hay ra đường có người lớn là còn không bao giờ được mất dạy, tại vì chồng vẫn là nhất, chồng con dạy con vậy. Nhưng mà không. Bản chất con ra đường hay nhà cũng vậy. Nên là chồng con khó tính là đúng. Nhưng mà chồng con hả, không làm gì được, ăn uống làm gì được chứ. Thì cái trứng cũng không được nữa. Mang đồ mặc đồ chưa cô. Cái chuyện mà khó chịu nhất là mới nãy luôn nè. Mới nãy đi luôn nè. Mặc bộ đồ này không, người ta đợi tiếng hồn. Tiếng hồn. Lý do? Chồng con lúc nào cũng vậy. Con 1 tiếng là chồng con 4 tiếng. Cho dù con make up rồi, con rất là make up rất là lâu, nhưng mà chồng con không lâu hơn con nữa. Đôi giày chùi, mặc áo vô chỉnh. Đôi giày rút cho đôi giày được chưa em? Được rồi anh. Nhưng mà đi ra hai đôi giày khác được chưa em? Được. Rốt cuộc là không hỏi thôi, nhưng mà không bao giờ sự chọn lựa, tự lựa tự chọn. 4 tiếng chưa ra khỏi nhà là khó tính đó. Đúng, đúng rồi, cái đó là thật xấu đó. Dạ đúng rồi. Rồi sao nó nóng tính dữ không? Nóng sao? Chồng con cực kỳ nóng, nóng tới nỗi mà ở được không, ông được ly hôn đi, ở được không, ông được nha đi đi khỏi chung. Lần nào cũng vậy, tới giờ vẫn vậy hả? Tới giờ vẫn vậy. Con nói rồi, có vấn đề gì cũng đừng nói. Chồng con là ở được không, ông được ly hôn, có bao nhiêu làm hoài. Nhưng mà rốt cuộc chồng con tự về à? Đâu có lần nào mà nó giận mà nó bỏ đi rồi. Dạ trời ơi, lần nào cũng bỏ đi hết. Nó bỏ đi đâu không? Dạ chồng con bỏ vòng sớm. Thì con cũng đi vòng sớm luôn. Dạ có lúc con ngủ ngoài đường luôn, là tức là chồng con chửi quá, con nằm dưới đất ngủ ngoài đường luôn, ngủ ngoài đường luôn, ngay ngoài đường luôn. Có clip nữa. Có clip luôn, con ngủ ngoài đường, con nằm đại dưới đất à. Ai hốt về con chồng đi hốt về. Ra con lấy điện thoại quay phim xong đứng dậy đi về nghe anh. Con nhột. Quê quá đi về. Quay phim. Ủa mà lý do gì con ngủ ngoài đường? Dạ con nằm đại, con khóc con lê lết ngoại đại vậy đó. Mà chuyện nó xảy ra lâu chưa? Dạ thường xuyên luôn. À thường xuyên. Trời ơi, nhỏ làm đứng lên ngoài. Thường xuyên luôn chú. Giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì nhất trong tất cả những cái mà con vừa mới đưa ra? Con chỉ cảm thấy là chồng con ít la con lại thôi. Rồi bớt cái vụ mà nói mà không ở được, ở được thôi gì hơn hết rồi. Né cái chữ ly hôn đó, dạ. Né cái chữ đó dạ, đi. Dạ đúng rồi, chị nói là chồng con bây giờ dễ thương hơn hồi xưa rất là nhiều rồi. Rất nhiều rồi đó. Từ ngày con dễ thương ra thì chồng con cũng dễ thương. Rồi giờ tới con đó con. Con bóc lại nó cho con. Con. Dạ vợ con thì chỉ có một cái là con thấy không thích lắm là hay lớn tiếng. Nhưng mà cái đó là cái bản tính của vợ con rồi. Nhưng mà cũng đã thay đổi rất là nhiều, cũng đã giảm đi rất là nhiều. Nó nói lớn chứ không phải là nó la con đúng có, không? Có nói lớn tiếng bực bội nữa. Mà nó hay dễ khóc không? Trời ơi, đợt con là chùm mít nước. Hung dữ. Nhưng mà cực kỳ mít nước. Bây giờ coi phim truyền hình phải không? Coi phim mà cái gì mà cảm động thôi là bắt đầu hai nước mắt gưng. Sơ hở là khóc. Thì đó con giận là khóc hoài đó. Nó dạ, tự nó kể đó. Trời nó khóc. Khóc nguyên một ngày được luôn nha. Rồi nó có thích nghiện mua sắm này nọ được không? Quần áo này nọ đó. Quần áo thì mỗi ngày đều có shipper giao tới. Phải bán quần áo mà cũng mua quần áo dữ lắm luôn. Ngày nào cũng đồ tới, ngày nào cũng là cái 10 cái chục đơn. Đây, nhưng mà nó thích mặc đồ gì? Vợ con hả? Cosplay hay là đồ. Có luôn, có không? Sao sao? Vợ con thích làm chó mèo lắm. Vợ con làm mà à, có khi ở bên Mỹ, USA, có khi ở Nhật Bản, có khi ở Trung Quốc. Cosplay đó hả? Không làm đúng con chân á. Nghĩa là sáng tạo trong phòng riêng. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Con khoái không? Dạ khoái. Tại mày khoái. Ai vợ chồng con rất là thích đi khách sạn. Khách sạn mới hai chồng con đi. Làm chó mèo giật đủ con hết trơn, chồng thích vậy đó. Vợ con thích làm cái mới mẻ để cho đừng có nhàm chán vậy. Còn con là khoái là người săn thú đúng không? Vậy trong tất các loài động vật là con thích săn cái con gì nhất? À, con hả? Con thích săn con thỏ. Vợ con khoái làm thỏ đúng không? À, còn con là củ cà rốt à. Dễ thương ha. Vợ con thay đổi điều gì để cuộc sống nó sẽ tốt hơn, vợ chồng sẽ còn nhiều biến hóa hơn? Dạ. Đối với vợ con á thì vợ con bây giờ thật sự là đã thay đổi rất là nhiều rồi. Tật xấu thì cũng giảm rất là nhiều rồi. Hung dữ cũng không có chửi nhân viên như hồi xưa, nói chung là cũng nhẹ nhàng. Nó dùng câu từ để nói chuyện thôi mà chỉ có một cái bây giờ là kiểu thái độ con thôi. Thần thái còn, đó cái kiểu thần thái thái độ đó. Nhưng mà nó cũng giảm đi rất là nhiều. Thì con nghĩ là vợ con sẽ giảm được nữa vì vợ con yêu con. Con nghĩ là vợ con sẽ thay đổi được. Trước khi tạm biệt thì vợ con có lời hứa gì với chồng con không? Đúng không? Rồi sau đó nó sẽ bày tỏ cái tình cảm của nó với con. Đứng lên đi nào. Sau này nó đi. Em sẽ bớt mất dạy với anh. Em cho nó chuyện ngọt ngào, đầm thấm đất ne thì mày đông chén. Trời ơi, cưng ghê không? Thiệt không? Thiệt ghen. Mặc dù là em có hơi mất dạy với anh, có hơi hổng với anh, nhưng mà em thương anh. Anh cũng rất là yêu em. Em làm vợ anh nhé. Trời ơi, em làm vợ anh nhé. Hết hồn hết vía luôn á. Không biết. Trời đất ơi, thấy ghét không? Chúc hai đứa dạ. Đêm nay đừng có về Cần Thơ. Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời với hai đứa ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúc cho các con năm sau có thằng cu,
Dạ. Dạ. Dạ được. Dạ được. Dạ được. Mạnh thể hiện đi cưng. Dạ. Chỗ nào? Dạ. Em tên là Huy Toàn. Hiện em đang làm công việc ở bên cơ khí. Toàn làm bên cơ khí. Dạ. Còn em? Em là Tiết Nhung, năm nay em 26 tuổi, hiện là em là nhân viên kế toán ạ. Rồi, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Đó là em mới được ra trường, em vào khu phòng trọ đó em thuê. Sau vài ngày sau thì vợ em mới xuất hiện. Và bắt đầu là vùi dập em. Vùi dập gì? Là tại vì á, em nhìn thấy tóc của anh dài lắm. Xong rồi anh để cái chùm râu dưới đây nè. Nhìn giống như bữa đời á, mặt á thì ngầu ngầu. Mà đi thì đi xe 67. Thành ra lúc đó là em cũng sợ lắm. Thì ở được 6 tháng á, không biết là Nhung có cái vấn đề gì mà tự nhiên đang đi học xong lại đi làm thêm. Mà làm thêm đặc biệt là làm thêm khuya nữa. Tới 12 giờ khuya mới bắt đầu lại về. Xong bắt đầu thấy cô này có vẻ xiên. Là sinh viên mà đi làm nữa là lo tương lai cho mình cũng hợp lý, cũng giống mình thích vậy. Trời ok, cho vô danh sách liền. Đây là hợp ấy, chọn liền. Rồi bắt đầu là tiếp cận. Hỏi em đi làm tối làm đâu vậy, làm gì mà thấy không nói. Không nói là không nói. Bây giờ không nói thì mình không hỏi nữa, mình hành động luôn. Theo dõi. Đi theo. Theo dõi tới cái lúc mà phát hiện ra là làm phục vụ ở một cái nhà hàng ở trên quận 1 á. Thì lúc đó là em mới bắt đầu là lên kế hoạch. Em đi làm về là 5 giờ bắt đầu là em gửi xe. Xong em đi bộ khoảng 2 cây số ra xe buýt. Rồi em bắt xe buýt em đi xuống tới cái chỗ vợ em làm việc là khoảng 15 cây số. Và em cứ đi vòng vòng trước cửa tiệm đợi tới 12 giờ. Thấy là bắt đầu chạy tới đứng ngay trước cửa, đứng trước mặt rồi. Quá giang hả? Mình gài vô cái thế là bắt phải là trông chở. Em thì sao? Lúc đó thì em cũng ngạc nhiên đấy. Ủa? Anh em đâu có nói anh biết chỗ làm của em đâu sao anh lại vậy? Cái nói biết là được rồi. Xong bây giờ có cho giang về không? Em thấy cũng tội, nghe anh cho giang về. Cái cứ như vậy đó chị, mà mặt lì tí. Quá gian về trong bao nhiêu lâu? Dạ 9 tháng chị, tới em nghĩ thế. Chính tám em phải chở cái con người này về. Không. Em chở chứ. Em có phát hiện không mua đó chị? Không luôn. Bao giờ thì em mới biết? Tới lúc mà chính thức quen nhau này kia rồi ảnh mới kể cho em nghe là lúc đó anh vậy đó. Thành ra là khi mẹ em mà cưới anh là em phải đối xử tốt với anh nha. Vậy thì bây giờ đã lấy nhau rồi, vợ em có đối xử tốt với em không? Tốt, nhưng mà tốt theo kiểu bổn phận của vợ thôi, cho vui vậy thôi. Chứ còn mày thật sự để quan tâm tới mà suy nghĩ của chồng thế nào thì chưa thấy. Ủa sao em lại nghĩ vậy? Ủa vậy là sao vậy? Vợ em cái tật xấu của vợ em là gì? Lừa biếng làm việc nhà. Nếu như thật sự là cho em lựa chọn lại thì chắc em phải cân nhắc trước khi cưới. Trời ơi. Chết. Cái lúc mà đang quen á, vợ em là chủ động nấu cơm, treo trước là em ra em cứ nhậu hết đi làm. Nói chung là không cho đi ăn ngoài hết. Nhưng mà cưới xong về là bắt đầu là nấu cơm á là từ 7 buổi, bắt đầu giảm xuống từ. Cưới nhau là một năm mấy rồi thì bây giờ là chắc ăn cơm chung một tuần chắc được là. Giảm xuống một cách bất ngờ quá, làm như em dễ như bị sốc. Sao vậy? Dạ tại vì lúc trước á, cái khoảng thời gian nghỉ ở nhà nhiều á, thành ra không có chuyện gì để làm hết. Thành ra là em có thời gian để em nấu nướng này kia. Sau khi mà cưới nhau thì tụi em cũng đi làm, công việc này kia nó nhiều hơn quá. Dạ nó nhiều với lại áp lực á, thành ra em rất là mệt. Mệt nữa là không thể nào mà ngồi dậy nổi luôn á. Cái đó là vậy biện minh thôi. Biện minh thôi. Tại vì chồng em nãy nói một cái câu rất là chạnh lòng là sau khi lấy nhau về rồi á, cái sự quan tâm của em đối với chồng, cái đối xử tốt á là mỗi sự bổn phận. Phải vậy thôi chứ không phải là do từ trong một cái bản năng là đây là cái người mà mình phải quan tâm, mình phải chăm sóc. Thì cái cách nói của chồng á, thấy có vẻ rất là tủi thân, rất là buồn. Em có cảm nhận điều đó không? Mà có phải như chồng em nói không? Có nghĩa là bây giờ làm vì bổn phận không? Dạ chắc nếu mà anh nói thì chắc cũng đúng. Tại vì em ít quan tâm ảnh hơn lúc mà mới quen nhau. Nhưng em yêu chồng em không? Dạ có. Rồi còn về em cảm giác chồng em á, còn đối xử với em giống như ngày nào không? Có một cái là lúc trước á, ảnh cũng như em chia sẻ cái tâm sự của mình á cho ảnh về công việc hay gì đó, tất cả mọi thứ, gia đình này kia, bạn bè, thì ảnh chia sẻ với em nhiều lắm. Cũng như ảnh khuyên này kia, em phải làm như vậy. Có nghĩa là chịu lắng nghe em. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ? Nhưng mà cưới xong về á, bây giờ ảnh không có lắng nghe em nữa. Mà ảnh nói lý, giống như là dạy em, chứ không phải là chia sẻ của một người chồng mà là dạy dỗ. Đúng rồi, dạy dỗ. Và em không muốn tâm sự nữa. Dạ đúng rồi. Kiếm một người đồng cảm mà người đó không đồng cảm với mình. Mà lại quay qua lại bắt bẻ em là tại sao em làm việc không có kế hoạch, tại sao em lại như vậy, tại sao em không chịu nói với sếp em, tại sao em lại không nói với bạn tại sao, em tại sao vậy? Và tại sao dạ trước cái buổi này nè, ở nhà vợ chồng em có chia sẻ với nhau về cái điều em vừa nói hay không? Dạ không. Thật sự là cảm xúc bây giờ nó tụi em muốn nói về cái sự thật như vậy đó. Rồi bây giờ sau khi em nghe cái tâm sự của vợ em, cảm xúc em bây giờ như thế nào? Dạ thì em cũng cảm nhận là do cái thời điểm này á, là em có bị công việc nhiều quá, với lại em muốn khẳng định, em muốn tạo ra một cái điểm nhấn gì đó trong sự nghiệp của em, cho nên em tập trung vô quá. Và đôi khi khi mà em xong công việc đó rồi thì nó đã lệch giờ với vợ em, lúc đó giờ em ngủ. Hai vợ chồng nói chung thời điểm này là không có tiếp xúc với nhau nhiều. Có dạ, con chưa? Dạ chưa. Chị muốn hỏi em nữa nè, bao lâu rồi thì em không còn chia sẻ gì với chồng em nữa? Dạ cũng
khoảng hơn nửa năm. Rồi khi em không chia sẻ được với chồng em làm gì? Em để bụng chị. Em để trong bụng em phải xả ra chứ. Dạ không. Em có tâm sự với bạn em không? Tại vì lúc trước á là cái tính cách em nó hoàn toàn khác với bây giờ. Là lúc trước em rất là vui, nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ em đều dồn hết. Cũng như khi kể nhau cũng vậy, em không có nói là tại vì tại sao tại này kia, thì ảnh cũng như ảnh nói em sai vậy thì em cũng chấp nhận em sai thôi, không tranh luận lại. Dạ đúng không? Có nghĩa là em chấp nhận cái phần mà gọi là em là như vậy em thua đúng không? Em chấp nhận cái điều đó. Tại vì em không có nói lại ảnh. Em là không tranh luận lại chồng ảnh. Dạ. Tại vì ảnh cái từ ngữ của ảnh nói chung là phong phú hơn em nhiều. Em thì cái tính em thì nó cọc, thường thường là em nói thẳng vào vấn đề thì ảnh hay chia sẻ theo góc độ giống như người lớn mà dạy cho người nhỏ vậy. Thành ra là lúc hơi áp đặt một chút cái cảm nhận của em là như vậy đúng không? Hôm nay em thấy những giọt nước mắt của vợ em á, em nói thiệt đi, bây giờ em đang nghĩ cái gì? Dạ thì chắc cái việc đầu tiên em muốn làm nhất luôn á là em sẽ về nhà em sẽ đọc một số đồ mà đang làm cho em phải xa vợ em. Ví dụ giống như máy tính, để cho em không có một cái phương tiện nữa để tiếp xúc với những cái mà tạo khoảng cách với em bây giờ em nữa. Cảm xúc này là một cảm xúc thăng hoa, một cảm xúc san sẻ, gọi là đồng cảm cộng hưởng của hai vợ chồng. Nhưng cái phương pháp em đang suy nghĩ trong đầu em làm là sai. Bên cạnh em có thể có 10 cái máy tính, nhưng cái đầu của em, trái tim của em dành cho vợ em thì tất cả những cái đó là con số không hết. Yeah. Em đập mất công đi mua lợi nữa. Cho nên rằng á, chị rất tin cái cảm xúc vừa rồi của em là cảm xúc thật. Em đã ngộ ra được một cái điều gì đó mà từ lâu rồi vợ em không chia sẻ với em. Và bản thân em không cảm nhận được cái điều mà vợ em từ 4 năm tháng nay là đã chôn giấu ở trong lòng. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ là tụi em hiểu nhau rồi đó. Chị nghĩ rằng là đêm nay sẽ là một đêm rất là thăng hoa của vợ chồng em. Xin vỗ tay là một lần. Bây giờ mới vỗ tay nè. Hay là chị với em xin chương trình cho mình nghỉ khoảng chừng chút xíu đi. Cái để chị điện lên cho Ngọc Trí á. Chị điện cái chỗ mà áo xá sắc Việt á. Để mình mặc luôn, chị cũng mặc Nhật Bình, em mặc cái này gọi là áo gì nè? Áo tất á. Áo tất. Áo tất. Áo tất đúng rồi, đúng rồi, áo tất đúng rồi. Nhưng mà chị liên hệ luôn bộ tóc giả cho em được không? Chứ trời, em nói thiệt chị, em khổ lắm, em đổi cái này lên nó rất là ngứa và nó rất là đau luôn á. Còn nhức đầu lắm chị ơi. Phải có cái gì quấn lại á thì mới đỡ. Thì không ngứa. Đó, thôi quá à, hai đứa thôi để xấu sao đi chị. Tính tiếp nha. Vì mình hỏi thử rồi. Xem này, lý do gì mà hai bạn mặc cái những cái bộ cổ phục của Việt Nam này để lên chương trình Vợ Chồng Son vậy? Vợ con trả lời vậy. Vâng, thì là bọn con thì có một cái kênh TikTok ạ. Thì lần trước thì bọn con có mặc cái cổ phục này và đi quay clip. Thì con thấy là có rất nhiều bạn trẻ comment ở bên dưới là nhờ các anh chị mặc mà em biết đến Việt phục của Việt Nam. Và em cũng định là sẽ mặc trong lễ cưới. Thì con thấy là nó rất là ý nghĩa. Nên là con muốn là lần đầu tiên bọn con được lên sóng ở trên truyền hình. Thì con mặc để cho nhiều bạn trẻ giống như bọn con thấy là Việt phục nó cũng dễ mặc ấy ạ. Đấy, thì các bạn ấy có thể là trang phục của người Việt Nam chánh cống. Đúng rồi. Từ cổ xưa ông bà mình đã coi là design rất là đẹp, từ màu sắc cho tới kiểu dáng rất là đẹp luôn. Con sao? Dạ. Con có tự tin và con thấy mình đẹp hơn, mình rất là gọi là đặc biệt á khi mà mình mặc cái áo tất này không? Vâng, con cũng thấy con mặc vào thấy đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin đúng hơn. Đúng không? Tự tin ha, mà thấy rất là đứng đắn nè. Rất là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là đàng hoàng, rất là phải nói là công nhận không? Em công nhận đúng, không? Đúng. Mà phải nhìn từ cái đầu gối trở lên. Cái nhìn xuống dưới thấy nó mặc bộ đồ này mà nó mang cho chị ba ta. Thôi nó đùa thôi chứ thật ra là nhìn hai bạn chơi bộ trang phục này, cái mình tự nhiên cái mình có một cái tinh thần tự tôn ở trong. Đúng rồi, tự tôn dân tộc của mình. Bởi vì đây là những cái trang phục của người Việt Nam. Đúng rồi. Chứ không phải là của cái quốc gia nào cả. Mình tự hào về điều đó nha. Rồi, và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Như là hai đứa nói tiếng Bắc hết rồi, là tụi con sống ở Hà Nội à? Dạ, con ở Hà Nội ạ. Hả? Là bay vô đây. Vâng. Tụi con vô đây khi nào? Đêm qua là bọn con vừa đến lúc 1 giờ sáng ạ. Tụi con thích chương trình này không? Có, con rất là yêu thích chương trình ạ. Và con cũng xem rất là nhiều số. Con đã đăng ký tham gia chương trình này từ bao lúc lâu nào thì mới tham gia? Con là các bạn gửi thông tin cho con chắc là cũng tầm được hơn tháng rồi ạ. Thì bây giờ thì con tham gia. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình như thế nào? Từng thành viên. Vâng, để con giới thiệu trước. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997 và hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội.
Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống với rất là ca sĩ luôn á. Ừ. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Rồi khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Ừ, con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Ờ. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền. Con cũng sinh năm 97 ạ. Ồ, hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Mà con cũng bằng tuổi với Dũng luôn? Dạ vâng, hai con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng, vâng. Con gặp nhau ở trường đại học ạ. Hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học? Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xéo ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Thì gặp nhau ở đâu? Vâng, lần đầu tiên mà con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy, thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy, thì thầy bảo là ơ thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à, thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, thế hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi, thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong làm huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy, nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Mà trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, vâng, có bạn Dũng này không? Vâng có ạ. Thế cuối cùng ai là người huấn luyện con? Lúc đấy là có con với là một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. con làm gì để được chiến thắng và đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục kiểu quân phục từ trường quân dạy trường quân đội trở về trường con thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên. Còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí. chạy nhanh hơn thì con là chạy đến trước xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà gần, sao gần... con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác? Đó. Vâng. Thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao mà là mặc đội bộ đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là vâng, từ xa là con đã nhìn thấy là có một con bé mà mặc quần áo thể thao rồi. Là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp của cổ là con có thấy xinh không? Con thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩa là cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Đúng cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thi nhau. Cái này mà chân dài hơn, nó chạy gì, nhanh hơn đằng kia. Cho nên là chiến thắng. Là chiến thắng là một kèm một. Dạ vâng. Ngoài kèm bóng ra thì chú hỏi nè. Dạ. Có kèm thêm cô gái nào không? Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Tức là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn. Bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi
vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Vâng, mệt lắm con ơi. Vâng. Đấy. Rồi, xong rồi mà... có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa, là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt mày đó thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì? Có đội bóng nữ vinh quang, coi như là vô địch. Thì bởi vậy mới nói. Châu Á. Cho nên chị có bao giờ làm được vận động viên đâu? Chị chỉ làm cổ vũ thôi. Đó. Rồi Dũng ơi, dạ. Sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập, hồi đấy con cũng là chiến thuật lắm. Con chỉ tìm có số điện thoại, con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả. Lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thích. Thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật, chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng, thế là con cũng nói chuyện và sau dần dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Thế nhưng mà con vâng, đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm gì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Từ cái thế này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vẫn lúc thế đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Vâng. Thôi rồi đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền. Thì con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Bộ này con xin ôi cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Bộ này con xin phép được kể với con bị gài ạ. Thì đấy, là... con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10. Thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa. Thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ thế nào lại ai tỏ tình mình à, con sợ con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi... bạn là nhiều người á. Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng tức hoa là... cho các bạn nữ. Thế là con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Chắc ông này đầu theo. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy ông lập trình mà. Là tỏ tình là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập đấy, thể. Đấy, nghe thì có vẻ thế ạ. Vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thì thầy là bệ đỡ gọi background của đúng ạ. Thầy hôm nay thầy vâng. Thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng. Đấy thì là thầy đã tổ chức ra cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký. Thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu.
nên là cậu đừng có sợ. À, thế là tỏ tình nhưng chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình, tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nhá chú. Bạn ấy vẫn run run này này xong cả ôm. Trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dung, mông 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 mông. Tại vì biệt danh của chồng con là Mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thế bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết, tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên và bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Vâng. Thôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật đi. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy. Okay. Chơi liều. Vâng. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay. Vâng, và con liền. Con từ chối luôn ạ. Cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay thật. Một mũi tên bắn 5-6 ngàn, cả thậm chí cả chục của ngàn luôn. Vâng. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời, tại vì giữa trưa cô ạ, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Kinh chưa? Em ơi, em thấy anh Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật đấy. Quá tinh cường hả? Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ đúng không? Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt kiểu trêu trêu vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới coi như là có nhiều chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi và lúc con cũng không còn sợ nữa. Là thiệt tỏ tình. Vâng. Vâng. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ vâng. tình. Vâng. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Vâng. Có hoa rồi có đó. Nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng vâng vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng, xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là ớ sao hôm nay đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư xong thằng ấy nói con lùi về đằng sau. Thế hóa ra là lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, nó bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế. Nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó còn trả lời lại sao? Vâng, thì con cũng đồng ý ạ. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông không bê một cái một à. Vâng, đúng còn không? Con thì không trèo mà. Đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ vâng. không mà không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi. Vâng. Đó. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy chính thức coi như là bạn con chính thức yêu nhau là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa. Vâng. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm con mới vào một câu lạc bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là hin dành cho vợ. Đấy. Thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con cũng chỉ hỏi đấy. Nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm có bé chưa? Bọn con chưa ạ. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? À, bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Thế là bây giờ là muốn con bé rồi. Đúng không? Em ơi chúc luôn. Em chúc đi. Hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn đi. Đăng Linh đây. Nó đang thích rồi. Thì nó đang thích rồi. Thôi bây giờ chúc luôn.
Hồng nhìn mấy mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ linh nghiệm lắm đấy. Ừ. À, sẽ coi sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Dạ. Năm sau dạ. sẽ có tin vui. Dạ. À, và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời với gia đình hai đứa. Dạ, dạ. Con gái con trai. Con trai. Rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Ừ. Và con nhưng mà cũng... chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi bây giờ vào cái vụ kia đi chị. Ừ. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui thật xấu của đối phương. Ai trước? Em trước. Ok. Con chờ thấy khắc này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó cũng thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Con khen đáng yêu không, có kỳ. Không, con đừng khen. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Vâng, đúng vâng, không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Vâng. Thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ý. Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ ấy, thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Thế ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Thế hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn, thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá. Xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá. Thì cái này em không thiếu đâu. Đấy, thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy. Đấy. Hay cảm giảm. Vâng. Với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại nói rất nhiều. Vâng. Đấy. Vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng quá chi đấy. Đúng ạ. Vâng. Tại vì thật ra thì con cũng hay cãi. Đấy thì chồng cứ sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai con không biết có phải tật xấu không nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế. Thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm. Đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì... cái đó không phải thật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ý. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con cũng thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm nhưng thể hiện tình cảm. Xong rồi nhớ lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có có vâng, thể hiện thế tình cảm về không? Còn vâng, vẫn kinh, thế hơn. Vâng. Kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chị sợ là gì nè, ở khi không có người vâng. thì lại không có thể hiện tình cảm. Vâng. Khi có người mới thể hiện tình cảm thì con hiểu chứ. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bạn ấy ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son các thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc là tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt. Con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng, con làm gì con nghiện vợ quá vậy? Con không biết. Chồng con thật ơi, may có khi nào đang nói chuyện cái nó xin phép cô chú cho con thơm cái mình không? Tức là may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tất với lại áo đúng á, gọi là Nhật Bình thế này thì có mà chết. Hơi nguy hiểm ạ. Ừ, có mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương cũng không đến nỗi là thật sâu. Dễ thương con ạ. Kệ. Dễ thương. Ủa của mình mà mình muốn thơm là mình thơm. Đúng không? Được. Nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, con biết. Mắt cái dạng ngời con ạ. Long lanh lúng liếng con ạ, gớm. Kể tật nói, xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Yeah. Con không biết đấy là tật xấu là có phải xấu hay không. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ. Để giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Ừ. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa không? Phải kể thêm. Con hết rồi, con chuẩn bị tận hai cái, con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thế là chồng con không có một cái gì xấu luôn á. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Ừ. Đấy thì con thế có gọn gàng chỉ có cái càm ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng sao tự thú gì con tự thú rồi sao? Con định xin phát biểu đến là con kể. Anh đòi kể luôn ạ. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu. Kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Okay. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy thì con hay để ý chồng con, thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy thì con cũng sẽ chú ý hơn, thì sau thì con thấy con cũng sửa. Đấy, thế nên là cứ thế đúng không? Vâng, không thì con sợ. Thấy ổn rồi ạ. Cảm giảm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? À không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con hay kiểu tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm hơn.
được rồi, để thôi để anh ấy khui, anh để anh ấy khui. Ờ giờ tới con đó Dũng. À vâng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi hơi bừa bộn một chút, như kiểu bạn ấy vừa kể, thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Và thích gọi là gì? Thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong mà kép hành hạ con. Hành hạ con sao con? Con kể đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn lười, bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy, thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy. Mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt rồi, nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng. Đấy, thì con sẽ thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Ví dụ có cái ly nước ở đằng đó đó. Đúng. Thì bạn bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em. Vâng. Có không? Có, mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với tức con là... thì bạn ấy thích hành hạ con. Hành hạ con. Vâng. Chắc là cái mặt con lúc ấy đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy. Nhưng vâng. Mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó, thì con có cam ràm không? Có ạ, con cam ràm chứ. Thì... nhưng mà con vẫn con không hiểu tại sao con vẫn con phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn cảm ràm. Vâng. Ừ. Con bảo là sao em lại sao em lười ấy nhỉ? Đấy. Ừ, sao em lại có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là đúng không? Sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây rồi anh làm đấy, đúng không? Vâng, vâng. Con nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Thôi tắt lần này. Vâng. Với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị dắt giả. Bố con luôn luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng rồi đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy, thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về, thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip. Thế bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì chắp tay thế này này. Thế rồi con kiểu con cũng không biết là thế nào, thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị dắt giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy, thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc. Thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ, sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra. Alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông ra nói dối. Bố con lại gọi cho ông thông ra. Ông ấy có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu. Nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin, thế về nhà lần nào mà bọn con về quê, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng. Thì phải đến hơn một năm lúc mà bọn con cưới nhau xong, và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể, bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn. Bởi vì chương trình này là không bao giờ mà nó sai sự thật. Vâng. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là ơ con gái bố cũng được đấy chứ, mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con, sao lại tiếp những cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Ôi, sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Nói em. Con có vợ con hơi quấy. Quấy gì? Quấy. Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ rồi đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11-12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy xong xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi. Mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy. Tại vì vợ con thì làm ở nhà, còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy. Sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào có thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy. Hoặc xuống nhà xem phim. Có ạ. Hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi, em khát nước quá mình đi ra sơ cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá.
đi ra bắt chở đi ra sờ cây mua nước xong về về rơi luôn cái ví. Riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng nhỏ lên ban công. Đấy. Bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui, nói chung là bọn con thi thoảng đi con, ra chơi con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. Cho nên thôi, con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi. Hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi, anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác. Mất qua một ngày đấy. Mất một ngày. Nhưng mà con thấy như thế cũng đúng đấy. Cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà để đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra xi cổ cây thì có mà chết. Mà mua con một chai nước ạ. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn vào. Chắc con mong muốn là không, con không nghĩ là thế vui hơn ấy. Quấy mà vâng, quấy vẫn vui. Đấy thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè. Có thể là thức tới 5 sáng. Không, thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa chứ không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì con cứ bênh đi nhé. Đợt bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhé. 2 giờ, 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác. Hiểu không? Thật ra nó không muốn thay đổi. Dễ sợ lắm. Chú. Nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết. Đúng không? Vâng. Có khi là có cơ hội đó nghe. Anh vâng. Sợ bố xem chương trình đúng không? Không. Nói chung là bọn con kiểu cái tình yêu của bọn con đi lên từ tình bạn ấy, nên là con thấy nó vui, với cả nó chắc là nó cũng bền chặt nên là thôi. Cứ như này thì sẽ con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ gì đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình rất là vui, rất là hạnh phúc. Vâng. Đó, với lại là trong một bộ trang phục này chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau. Thấy không? Bố mẹ mình cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nhé. Rồi, muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi. Cho em nói trước đi. Đứng lên nói đi, đứng lên nói đi. Cái trang phục này mà đứng lên nói. Rồi, con bé nó bước đầu lên nè. Anh ơi, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem ấy, anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh khóc hả? Tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống của các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn, đều có ý nghĩa hơn và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa. Đó chính là tình yêu cho con của các em. Rồi. Thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá. Cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Ok. Rồi.